Xin chào tất cả các bạn, mình là Lộc, kỹ thuật viên của công ty âm thanh Trung Chính Tại Hà Nội. Và hôm nay mình sẽ quay clip để hướng dẫn sử dụng âm ly toa dòng A và cụ thể nó là A2060. Ở đây mình đang có một em và đang sáng đèn, đang chạy bình thường. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là đấu loa và sử dụng các bộ mic cũng như thiết bị cắm rời để kết nối với âm ly. Ok. Bây giờ mình sẽ có hai chiếc loa và mình sẽ đấu cho các bạn xem cách thức kết nối với loa nó sẽ như nào. Ở đây là mình có một con là toa 1030W 30W. Và đây cái trở kháng 30W của nó khi mà đấu 100V là 330 ohm. Ở đây mình có thêm một cái loa nữa, loa này là loa PC658, những chiếc loa huyền thoại. Ở đây cũng là toàn những chiếc loa huyền thoại của toa, tiếng rất ấm và được bán rất nhiều. Đây là một bộ sản phẩm mà khách hàng thường xuyên sử dụng, nên là mình sẽ hướng dẫn khá là kỹ càng để cho các bạn hiểu rõ cách đấu sao cho chính xác và hợp lý. Bây giờ mình sẽ zoom vào cái phần cầu đấu của âm ly để các bạn sẽ thấy là nó có cái cổng output của nó. Cổng output của nó có hai ba cái trở kháng đấu khác nhau, là trở kháng 4 ohm, com 4 ohm. Các bạn có thể thấy đây, com 4 ohm. Đây là đấu loa trở kháng thấp. Khi mà các bạn sử dụng các cái loa bình dân, như là loa giả dụ như là loa karaoke mà nó 8 ohm ấy, thì vẫn có thể đấu được. Và đây các bạn có thể để ý cái số ohm này này, là số ohm thấp nhất mà âm ly có thể kết nối. Nếu mà số ohm nó cao hơn thì tiếng vẫn có thể kết nối được. Chẳng hạn trở kháng thấp, đây là 4 ohm thì cao nhất là trở kháng 16 ohm. Các bạn có thể đọc vào trong catalog của nó để kỹ hơn. Và đây cũng thế. Đây mình có com 70 ohm, 70V và 100V. Thì ở 70V thì trở kháng thấp nhất của nó có thể đấu là 83 ohm. Ở 100V trở kháng thấp nhất của nó là 170 ohm. Khi mà nó ở 170 ohm thì nó sẽ ra mắc là 60W. Đấy, các bạn kiểm tra cái thông số ở đây giúp mình. Thì cái cách đấu của âm ly toa trở kháng cao ấy, thì nó sẽ khác so với cả các cái âm ly dân dụng mà bình dân ở nhà, chẳng hạn như mấy cái âm ly dao ua hay là âm ly trở kháng thấp, thì nó sẽ chỉ có cầu 8 ohm hoặc là 4 ohm như thế này. Cái này mình cũng có thể đấu loa trở kháng thấp ở đây, nhưng mà thực tế là âm ly này sản xuất đa số là dùng cho trở kháng cao để loa truyền thanh, để sử dụng loa truyền thanh. Thì các bạn chú ý giúp mình sẽ tháo cái nắp bảo vệ ra. Và ở đây mình sẽ có dây loa của loa 1030 30W. Mình sẽ đấu để sử dụng hết công suất là 100V. Ở đây có cầu 70V và 100V. Thì cái ý nghĩa của nó là nếu như bạn sử dụng hết công suất của loa thì bạn sẽ dùng com 100V. Nếu mà bạn đấu com 70V thì công suất loa sẽ ra một nửa. Chẳng hạn như là 30W thì đấu 70V nó chỉ còn 15W thôi. Bây giờ mình sẽ đấu đủ. Cái dây com của mình là dây âm, và nó quy định ở trên loa toa thì nó sẽ là màu trắng. Còn dây đen của mình là dây dược, còn hay gọi là dây pha đấy. Một số loa khác là nó sẽ ghi là dây pha, nhưng mà loa toàn nó sẽ ghi là dây 100V. Rồi ok. Như này, nếu mà mình sử dụng một loa thì nó sẽ sử dụng như thế này, sẽ đấu com 100V. Nhưng mà nhiều bạn hỏi là khi mà mình đấu nhiều hơn một loa, đấu nhiều loa 100V thì nó sẽ như nào? Thì các bạn sẽ đấu song song. Có nhiều bạn chưa hiểu đấu song song là như thế nào thì
mình sẽ đấu tiếp một, mình sẽ đấu tiếp con PC-658. Thì đấu song song thì nó rất là đơn giản thôi, là mình sẽ đấu dương với dương, âm với âm. Nó cũng sẽ có hai dây trắng và đen. Dây trắng mình đấu có trắng. Trắng đấu với trắng. Và đen đấu với đen. Đó. Như vậy là mình đã kết nối được cả hai chiếc loa vào âm ly. Và số lượng loa thì nó được quy định do công suất. Chẳng hạn như là công suất của mình là âm ly là 60W, thì tổng số lượng loa đấu với âm ly sẽ tối đa là 60W. Các bạn không nên đấu vượt quá cái công suất sử dụng của âm ly. Tại vì nếu mà như vậy thì âm ly sẽ hỏng do quá tải. Các bạn để giúp mình là tính toán công suất một cách hợp lý. Ở đây các bạn chú ý một chút là nó có một cái dòng chữ nhỏ ở đây. Nó ghi là do not use this 4 ohm, 4 ohm and 70 và 100V cùng một lúc. Có nghĩa là mình không được kết nối trở kháng 4 ohm và hai cái nguồn trở kháng cao 100V và 70V cùng một lúc. Đây là cái khuyến cáo của nhà sản xuất. Mình không nên sử dụng vừa trở kháng thấp vừa trở kháng cao trong cùng một thời điểm. Bên phía tay phải đây thì sau khi mình đấu xong cái phần output của mình rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu phần input. Input của mình ấy thì đang có là đây, các bạn nhìn rõ nó có 3 cổng mic alpha 1, alpha 2, alpha 3. Và ở đây nó đều là cổng 6 ly. Mình có thêm hai cái cổng jack qua sen là AUX1, AUX2. Hai cái này mình có thể kết nối với cả các cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như điện thoại, máy tính PC hay là các thiết bị khác. Ở đây mình có một cái cổng breakout, record out. Cái cổng này thì mình cắm sang các thiết bị thu lại hoặc là mình link sang một cái âm ly khác. Ở đây của mình, cái mic 1 này của mình, thứ nhất là nó có tính năng là sử dụng phantom. Sử dụng phantom thì mình sẽ test luôn cái phantom của nó. Có nhiều bạn hỏi rằng là cái cổng 6 ly này thì làm sao có thể sử dụng được phantom. Thì toa thì nó sản xuất có một số chiếc mic là cắm cho cái cổng này. Cái phantom bình thường là nó sẽ là off. Khi nào bạn sử dụng thì mình sẽ gạt on lên. Mình sẽ gạt on này. Và đây tiện là mình có một cái mic sử dụng nguồn phantom của toa luôn. Ở đây mình có một cái bộ mic là EDM380. Chiếc mic này là sử dụng nguồn phantom và pin. Và nó sử dụng cái cổng 6 ly, sử dụng dây mic 6 ly và có sử dụng phantom luôn. Đó, mình sẽ kết nối luôn cái mic này vào. Sau khi mình kết nối xong, kiểm tra lại một lần nữa. Ở mic 1 thì nó có thêm một cái tính năng nữa là cái mute ADG. Nó có một cái núm volume chỉ thị từ 0 đến trừ 30 dB. Các bạn chú ý một chút, nếu như mình muốn hủy cái chế độ ưu tiên ở mic 1 đi thì mình sẽ xoay cái núm mute ADG kia xoay về 0, thì mình sẽ xoay cho các bạn xem. Bình thường mặc định nó sẽ là maximum ở trừ 30 dB, thì nếu mà mình xoay hết về bên trái nó sẽ ở mức 0. Mức 0 này có nghĩa là mic 1 nó sẽ không còn chế độ ưu tiên nữa, có nghĩa là nó sẽ có thể hoạt động song song với các đường tín hiệu khác, mà các đường tín hiệu khác thì sẽ không bị ngắt tiếng nữa khi mà mic 1 nó hoạt động. Đấy, nếu các bạn xoay hết cỡ về trừ 30 dB thì mic 1 khi mà nói như mình đã
nói chuyện ấy là mình sẽ bị ngắt tiếng của các đường tín hiệu khác, nên các bạn chú ý. Ở cái cổng cắm AUX1 của mình thì mình sẽ kết nối thêm một cái điện thoại để phát nhạc cho các bạn. Đây, khi mà mình có cái hai cái đầu bông sen thì mình sẽ kết nối ở đây. Ở đây của nó không có màu trắng đỏ, tại vì là âm ly này là âm ly một kênh, cho nên là bạn cắm đảo chiều cũng không sao. Cái này nó không quan trọng, miễn là mình có thể cắm đủ hai dây stereo để nó đủ tiếng. Và mình sẽ hướng dẫn qua một chút về cái mặt trước của âm ly toa A2060. Thì các bạn thấy ở bên tay trái của mình nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái volume. 5 volume của mình thì tương ứng với 5 cái đầu vào, là mình sẽ có mic 1, mic 2, mic 3, tương ứng với cả alpha 1, alpha 2, alpha 3 ở đằng sau lưng. Và ở đây mình có 2 volume cho 2 cái cổng thiết bị cắm ngoài là AUX1 và AUX2. Đây. Và ở giữa đây thì mình sẽ có hai cái núm volume. Cái núm bên trái của mình nó sẽ là âm trầm, và núm bên phải của mình nó sẽ là âm treble, tức là âm cao. Dưới này là âm trầm này, âm cao này. Ở ngoài cùng của mình đây là nó sẽ có cái chiếc áp tổng. Chiếc áp tổng này sẽ điều khiển toàn bộ âm lượng ra loa. Ở dưới đây mình sẽ có cái đèn báo peak, là khi âm lượng đã đạt đỉnh thì sẽ nháy cái đèn đỏ này. Có đèn signal, signal là khi có tín hiệu input vào thì cái đèn này sẽ nháy để báo hiệu là âm lượng của mình. Khi đèn này nó nháy căng, tức là sáng xanh đứng luôn, đấy, thì là âm lượng gần như là mắc. Và nếu mà mắc là sẽ nó nháy đèn đỏ ở đây. Ngoài này mình sẽ có đèn nguồn, power và nút nguồn. Đó. Tắt bật nó sẽ sáng cái đèn nguồn. Sau khi mình đã kết nối xong các đầu ra và đầu vào của âm ly, mình có hai cái loa và một cái mic ở đây. Mình sẽ test tiếng như các bạn. Đầu tiên là mình sẽ vận chiếc áp tổng. Chiếc áp tổng nó sẽ quản lý toàn bộ cái âm lượng khi ra loa. Các bạn thường để khoảng hướng 12 giờ giúp mình, để âm lượng nó là trung bình nhất, không bị vỡ tiếng. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn cái mic. Mic này của mình đang sử dụng Phantom. Nó đang để là Phantom Power. Nó có thể sử dụng pin, battery hoặc là Phantom Power. Thì khi mà mình kết nối với cổng Phantom, mình để Phantom. Nên mình sẽ test tiếng cho các bạn. Mình sẽ on mic này. Mic của mình màu xanh. Các bạn thấy cái đầu mic nó đang sáng, màu xanh. Mình đã kết nối mic với cả cổng mic số 1 trên âm ly. Mình sẽ từ từ vận chiếc app lên. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, 1, 2, 3, 4. Mic của mình hiện tại đang hoạt động. Và đây là mic Phantom nha các bạn. Khi mà các cái mic bình thường ấy, bạn sử dụng, mình cắm mic 1, mic 2, mic 3, thì không cần Phantom thì các bạn để Phantom là off. Và ở cái cổng AUX1 vừa nãy mình có cắm thêm một cái điện thoại. Cắm thêm điện thoại bằng dây cáp 3.5. Mình sẽ cắm vào điện thoại của mình để phát nhạc. Mình phát thử nhạc cho các bạn. Ok, mình đã bật nhạc rồi. Mình nâng dần cái tín hiệu từ 0 cho đến hướng 12 giờ. Và bây giờ mình sẽ thử cái chế độ ưu tiên cho mic. Bây giờ mình đang phát nhạc,
thì nếu như mình on mic số 1 lên thì cái tiếng nhạc sẽ tắt. Đây mình sẽ thử cho các bạn. Alo, 1, 2, 3, 4. Đây mình on mic 1 lên là nhạc nó sẽ tắt và không nói gì nữa thì nó lại phát nhạc bình thường. Đây là cái tính năng rất hay của các âm ly thông báo. Ngoài cái mic phantom ra thì các bạn còn có thể kết nối với một số loại mic khác. Ví dụ như là mình đang có một con mic ở đây là một con mic Electro Trim Mic. Nó có một cái tiếng chuông khi mà mình bật hoặc tắt. Đây mình sẽ thử cho các bạn. Mình đang để nó ở cái mic số 2. Mình sẽ vặn đi. Khi mà mình nhấn on thì nó sẽ có tiếng chuông. Rồi off. Đó. Cái mic này thì thường là nó phù hợp với các cái khu như là sảnh thương mại, siêu thị hay là trong nhà ga, nhà tàu, sân bay. Thì cái mic này nó tên của nó là EC100M, sử dụng hai viên pin 3V. Cái mic này nó có chuông cho nên là nó sẽ thông báo trước khi mình phát thông báo cụ thể thì mình có tiếng chuông, nó rất là để mọi người chú ý đến cái thông báo của mình. Mình sẽ thử lại một lần nữa. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng âm ly toa A2060 cũng như là dòng toa A2000. Mọi thắc mắc cái thông tin về bộ sản phẩm mình sẽ để link ở dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau.